Đấy. Đây bác, cái này bác làm bao nhiêu tiền đấy? 20.000. Vâng, hết trống luôn. Cháu đi chặt nhá, hay là bác chặt đây?
Chuối ngon thế. Thế mà bán bao nhiêu? 10.000 đặt xuống, bà lấy một nái đó. Ngon thế, ăn vui. Ngon thế. Đấy, nó đổ đi đây. Bà lấy cho một nái nhá. Đây, được mấy nái? Được hai à? Bà nuôi cho nhiều thế cả. Ui, được rồi, cảm ơn. Bán nốt đi. Bán nốt, ông lấy cho đi. Hết rồi về. Bán hết xong về. Đây. Lấy hết. Đây. Lấy hết tiền đi. Rồi, không lấy à? Lấy đấy, về được rồi. Thế này con về nhá. Bán rồi.
To nhỉ. Cái cá này cháu bắt ở đâu ấy? Ở bên kia suối ấy chú ạ. Cháu bán mỗi con bao tiền? Ba con 100.000. Ba con 100 á? Vâng. Thế chú lấy một cái về. Chú lấy con này nhá. Vâng. Con này. Đây con này. Ba con này thôi, lấy nhiều không ăn được hết đâu. 100.000 à? Vâng. Xem nào. Đây. Con cá đi anh ơi. Con cá. Vâng. Bao nhiêu ấy? Hai con 60.000. Hai con này bé 50.000 đấy nhá. Vâng.